Wow, không ngờ mít vô họ sẵn rất là tiện luôn. Chào các bạn hôm nay có khỏe không? Mình là My, chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Các bạn ơi, My đang ở Costco với địa chỉ này nha. Hôm nay là ngày Big Sale luôn các bạn ơi. Hôm nay là ngày đầu tháng 4, bắt đầu đầu tháng 4 sale và cộng thêm hồi tháng 3 sale kéo qua thêm được 2-3 ngày nữa tới ngày 3 tháng 4 mới hết. Cho nên hôm nay với ngày mai thì các bạn sẽ đến đây và mình mua được những cái đồ sale rất là nhiều của tháng rồi và tháng này luôn. Thì các bạn nào đã lỡ mua rồi những cái đồ thì mình thấy hôm nay có sale thì mình cũng đem lại mình điều chỉnh giá lại để mình lấy chút ít tiền lại ha. Hy vọng là mình sẽ quay hết được những cái đồ sale, nhưng mà nếu mà nhiều quá thì các bạn sẽ đến đây để biết thêm những cái đồ nào có sale hôm nay nha các bạn. Với mình cũng review những sample ở đây coi có ngon hay không nha. Mình mời các bạn xem một vòng với My ha. Cái này đang giảm 3 đồng nè các bạn. Tới ngày 10 mới hết nha. 11 đồng 39. Giá đúng của nó là 14 đồng 39. Clorox nè các bạn, disinfecting wipes. Bên này freezer bag 10 đồng 39 sau khi giảm 3 đồng 50 cent. Cái này mới để vô ngăn đá được nè. 216 bịch ở trong đây. Tới ngày 10 tháng 4 hết hạn nha các bạn. Giảm 3 đồng còn 11 đồng 99 cho hai cái áo ngắn tay. Có 3 màu luôn các bạn, màu này nữa nha. Mát lắm nha, cái này rất cho mùa hè. Loại Olay này làm sáng da. Hai hũ luôn được giảm 10 đồng còn có 36 đồng 49 nè các bạn. Làm sáng da. Giữ ẩm tốt. Loại bên này kem chống nắng loại xịt nha các bạn. Loại SPF 50 được giảm 5 đồng còn 12 đồng 99. Mền này được giảm nhiều hơn nữa là các bạn. Đợt rồi mình mua là 17 đồng mấy. Bữa nay size king luôn mà còn có 14 đồng mấy à. Được giảm tới ngày 24 tháng 4 nha các bạn. Cái item ở trên ha. Loại mền này My mua tất cả là 4 cái đó các bạn. Mà bây giờ giảm quá chừng. Còn nếu mà size queen ở bên đó thì được giảm là còn có 13 đồng 99 luôn. Giảm 6 đồng. Cái này giảm 8 đồng còn 14 đồng 99. Kỳ này là đại hạ giá luôn rồi của Costco. Mền này rất là thích. Ấm mà nó nhẹ, nó không có bị nặng như các mền khác. Các bạn ơi, hôm nay potassio giảm được 4 đồng còn có 13 đồng 89 cho 3 pound luôn. Wow. Cái này là ăn đã đời luôn á. Almond này được giảm 5 đồng luôn. 11 đồng 99. Quá chừng luôn, bữa nay được nhiều món sale lắm các bạn ơi. Các bạn ơi, cái loại này được giảm 5 đồng còn có 19 đồng 99 à. Giống như là một cái tấm trải để mình đi picnic á các bạn, hoặc là mình cũng có thể làm cái mền mình quấn vô cũng được luôn. Mình trải lên để mình picnic, mình ngồi chơi cũng được. Mà xách đi nó cũng gọn. Đây mình có thể làm cái mền mình quấn như vậy luôn nè. Mà vừa rồi thấy mà không có sale bữa nay giảm được 5 đồng luôn. Bên này mấy cái thùng không có giảm giá mà bên đây đang có giảm giá 2 đồng, 10 đồng 99 còn lại 8 đồng 99 mà cái thùng rất là bự luôn. 27 gallon để mình storage. Có nắp luôn nè. Mà có 8 đồng 99 nè. Quá chừng rẻ luôn cái này. Wow, đựng đã đời luôn. Cái này các bạn
Đem về mình đựng gì cũng được, còn không mình trồng cây luôn cũng được. Rẻ quá. Bự ơi là bự luôn nha. Nếu mà mình tính gan nè, 1 nè, 2, 3, 4, 4 gan tay. Có nắp luôn nữa. Các bạn nhanh tay nha, tới ngày 10 tháng 4 là hết hạn ha. Trong khi cái bên này nè các bạn không có sale nè, là 12 gallon mà 13 đồng 99, nhỏ hơn mà còn mắc hơn. Đàn cày này vừa rồi mình khen nó đẹp á, bữa nay giảm giá được 4 đồng còn có 14 đồng 99 nè các bạn, hai hũ, cái mùi rất là thơm luôn. 14 đồng 99. Còn bên này 399 đồng 99. Cái này thì chưa có sale. Máy hút bụi này được giảm 40 đồng nhưng mà ngày 3 tháng 4 là hết hạn rồi nha các bạn. Cái này muốn thì phải nhanh tay mới kịp, còn không chắc các bạn phải mua giá bình thường là 199 đồng. Cái này là loại có dây chứ không phải là wireless. Các bạn có tưởng tượng không là 8 đồng 99 này cho 1 phao rưỡi là cái gì bạn biết không? Mít nha, mít vô hộp sẵn nè, sướng chưa? Wow, không ngờ mít vô hộp sẵn rất là tiện luôn. Nhiều quá luôn nè các bạn. Các bạn nào nhanh tay nha, hàng không có nhiều đâu á. Trời ơi, 1 phao rưỡi luôn. Bên này xoài 2 phao. Xoài thì mình thấy thường rồi ha, xoài là người ta có cắt sẵn là thường rồi, mà giờ có mít nữa. Bên này đủ thứ loại, 9 đồng 99. Loại này được giảm 8 đồng luôn các bạn ơi, còn có 31 đồng 99 nè. Được 8 cái loại này, berry với brown sugar 9 cái loại này, 10 cái loại này, 11 cái loại này. Hôm nay là ngày đầu tiên sale cái này các bạn. 6 đồng ớt còn 19 đồng 99 cho 2 cái hũ. Loại này là loại giữ nóng hoặc lạnh được á. Nếu mà mình giữ lạnh là tới 24 tiếng, còn giữ nóng là được 12 tiếng luôn. Cái này để mình đi kem hay là đi chơi tuyết rồi đó các bạn ha. Mình để vô để giữ ấm, mình đi chơi tuyết được lâu á. Màu xanh, màu trắng, màu tím. Một trăm cái cup luôn, 41 đồng 99. Cà phê loại này nè các bạn. Còn cái loại bên đây là 179 đồng 99. Coffee and espresso. Còn cái air fry này thì vẫn còn sale 10 đồng, 39 đồng 99. Có nhiều cái giảm giá lắm nè các bạn ơi. Cái này hôm nay được giảm 3 đồng 60 cent, còn 8 đồng 39. Cái loại này nó kêu là Organic Acai Bowls. Cái loại này á, trong hộp này nó được 6 cái. Nhiều người cũng thích cái này tại nó healthy đó các bạn. Mint Chocolate Chip Ice Cream 3 đồng giảm còn 5 đồng 79. Các bạn ăn cái này chưa? Hôm nay người ta đang có sample nè. Hello. Hello. Hi. Hi. Thử các bạn ơi. Mình thích ice cream mà mint nhất đó các bạn. Nó làm cho mình cái bụng mình nó ấm lại mà nó the the á. Mình thích cái the the đó đó.
rất là ngon. Cái này ngon nè. Cái đường thì nó cũng ngọt nhưng mà không phải là ngọt gắt, nhưng mà vẫn ngọt. Cái đây đang sale để là 3 đồng 30 sen, còn 7 đồng 59. Trong khi cái thác của cái anh này nãy chưa có để sale cho nên mình mới nhắc ảnh chưa có đổi giá. Đây, hôm nay cái này tới ngày 10 tháng 4 là hết hạn, 40 đồng giảm còn 159 đồng. Loại này là toaster oven với air fry chung luôn á. Bên này khăn để đi biển không có sale, 15 đồng 49. Còn ở trong thì sale cả size king 10 đồng giảm còn 44 đồng 99. Tommy Bahama cũng mềm mại. Cái mền đó các bạn, cái mền mà king size rất là bự. Tiếp tục sale cái này giảm 5 đồng 50 sen. Tới ngày 1 tháng 5 mới hết hạn, còn có 8 đồng 99 thôi các bạn ơi. Đây loại này. Cái loại này thì mình rời cũng rất là mềm nha các bạn, như nhung vậy đó. Cái size nó là 60 inch nhân 70 inch. Đủ màu hết nè, màu hơi đen đen, tím tím. Màu này đẹp nè. Family. Together. Dễ thương không? Được giảm 3 đồng nha các bạn, còn 14 đồng 99. Dễ thương quá. Cái này đẹp nè. Đẹp quá các bạn ơi. Squid home. Cái màu vàng nữa kìa. Được giảm 20 đồng còn 79 đồng 99 cho cái size 7 feet 10 nhân cho 9 feet 10 inch. Thảm các bạn, thảm bự luôn á. Đủ màu hết trơn nè, giảm 20 đồng. Cái này được giảm 10 đồng luôn các bạn, còn có 29 đồng 99. Tree panel LED garage light tree park. Loại này super bright, sáng nhiều luôn. Đây là demo trên đây nè các bạn. Giảm 10 đồng luôn, quá chừng ha. LED light flat panel 49 đồng 99. Loại bây giờ nó flat vậy nè các bạn ơi. Nè, sáng ha. Mình để lên trên rất là sáng luôn. Một feet nhân cho 4 feet cái size của nó đó các bạn. Bên này cái đèn không có sale, 49 đồng 99. Cũng LED outdoor porch light. Mình đang tìm mấy cái áo tay dài. Rồi, có ngôi sao ở trên gần hết hàng rồi nha các bạn. Giảm 3 đồng còn 11 đồng 99. Màu đẹp quá nè. Đây, người ta để sẵn cho mình coi luôn. Cái này mình mặc mùa đông, mùa xuân cũng được. Nó cũng không có dày lắm. Chắc mình lấy một cái. Màu này cũng đẹp ha. Có màu này cũng đẹp nữa nè.
Chắc mình lấy màu này đi cho nó nhu. Loại này được đang giảm 1 đồng còn 8 đồng 99 nha các bạn. 12 gallon. Để cao được nè, rồi mình adjust thấp lại được luôn. Nó như vậy nè các bạn, nhưng mà mình làm thẳng ra được. Vừa rồi mới thấy mà không có sale, bây giờ đang giảm giá. Đẩy nắp lại được luôn nữa. Nhìn cũng tiện ha. Còn bên này đang giảm 1 đồng còn 8 đồng 99 cho 12 gallon. Cũng có nắp đậy luôn. Cái này cho các bạn xem một lần nữa là giống như cái máy phát điện vậy đó, mà giảm 200 đồng luôn. Còn có 599 nhưng mà ngày 3 tháng 4 là hết hạn rồi nha các bạn. Có ai cần thì nhanh tay để được giảm giá. Cái này mình thấy rẻ nè, mặc dù không có sale nhưng mà 84 đồng 99, mà cái kệ này rất là cao, 48 24 72, cao lắm các bạn đó. Mình để từng lớp để mình trồng cây á, mình để lên cũng được, hoặc là mình có thể làm cao như vậy nè ha, hoặc là mình có thể làm chữ L như vậy cũng được luôn, bỏ trong gara ha, làm storage tầng tầng. Cái loại này rất là chắc luôn á, cứng cáp, 84 đồng 99 nha các bạn. Nếu mà mình chờ sale nữa là còn rẻ nữa á, mà bữa nay không thấy sale. Còn bên này á thì loại bằng stainless steel 119 đồng 99, cũng cao lắm. Cái này thì màu sáng sủa hơn, mà không có chỉnh được hai loại giống như cái loại bên kia. Cái này chỉ có một tầng cao lên thôi. Cái xịt phòng các bạn ơi, được giảm 2 đồng còn 6 đồng 79 cho 4 cái. Đủ thứ mùi hết luôn. 6 đồng 79 như là chưa được 2 đồng cái nữa. Còn xà bông bên này thì tới ngày 3 là hết hạn nha các bạn. Cái này cũng tới ngày 3 là hết hạn luôn nha. Xà bông thì bên này được giảm 2 đồng 50 cent còn 5 đồng 89. Còn loại bên này tới ngày 10 mới hết hạn. Được giảm 4 đồng còn 9 đồng 99. Bốn cái, hai cái này với hai cái này. Hôm nay cái xà bông này lại giảm giá 4 đồng 30 cent còn 11 đồng 69. Bột giặt thai này cũng đang giảm giá luôn các bạn, 6 đồng 60 cent. Được 180 lố. Còn lại là chỉ có 24 đồng 89 nè. Này loại bằng bột nha các bạn. Mắt kiến hiệu Kirkland, loại sunglasses, 24 đồng 99. Loại này nữa nè các bạn, Puma có cái case đựng luôn nha, 29 đồng 99. Cái này là cái tấm che đó các bạn, 64 đồng 99. Cái này che để giống như cái chỗ mình của cái chỗ nào mà nắng quá đó, mình che lại đó, giống như cái chỗ patio của mình hay chỗ nào đó là mình che lại giống như vậy nè. Cái này giống như bằng ni lông mà nó có lưới lưới vậy đó. Cái này nó bán vậy cũng tiện ha, 8 feet nhân 8 feet, cao quá chừng luôn.
cái loại trồng cây này bữa nay cũng thấy còn nè các bạn, hai cái luôn nha, là 84 đồng 79 sen. Bữa nay mới thấy trồng hoa trồng cây đồ được lắm các bạn, trồng rau là như ý luôn á, nó bự. Năm ngoái là như là 70 mấy đồng, năm nay là 80 mấy đồng. 4 feet x 4 feet nhân chiều cao là 11.69. Cái phao vành này đẹp nè, dễ thương không? 184 đồng 99. Đây, chưa có giảm giá nha, mình thấy nó đẹp quá chừng luôn á, bự. Để mình coi cái nặng không, hay là loại cũng nặng đó nha. 39 đồng 99 cây form, gần hết hàng rồi nha các bạn. Này, cái loại bồn trồng cây mà cao nè, trồng rau củ các bạn. Ở đây, trong đây người ta có loại như thoát nước được á, lỗ. 139 đồng 99. Bên này đang cho ăn mình thử ha. Avocado frozen dessert. Thank you. Deep dark chocolate, rich and creamy. Mình thử coi. Mình thử rồi ăn cũng được lắm các bạn. Nó cũng dễ ăn, thơm, rất là creamy luôn. Đang sale rồi, có ngôi sao là gần hết hàng luôn á các bạn, cho nên bạn nào cần thì nhanh nhanh ha. 15 đồng 99 một chậu lan các bạn ơi. Sen đá nè, 18 đồng 99. Mask là thế thôi này, ngon nè các bạn, được giảm 2 đồng luôn, còn có 5 đồng 49 nè. Cái này ăn được lắm, mình không ăn kịp mình bỏ vô ngăn đá rồi ăn từ từ cũng được, rất là dễ ăn. Tới ngày 24 tháng 4 mới hết hạn. Loại này là ginger beer, 14 đồng 99. Còn cái loại này đang sale nè các bạn ơi, sparkling mineral water được sale 5 đồng, còn 12 đồng 69. Nước có ga đó các bạn. Cái này thường thường mình pha này với nước trái cây bình thường, cái mình để vô mình uống đó, thì nó có ga. Ông xã mi mê cái này rồi, vừa rồi đi dặn mua thêm cái này nữa, tiramisu. Ổng khoái rồi các bạn ơi. Này, cái 9 đồng 99 nha các bạn, không có giảm giá cái này, ngon lắm các bạn. Hôm nay cái này giảm được 3 đồng nha các bạn, còn có 6 đồng 99 thôi. Tới ngày 3 tháng 4 là hết hạn nha. Chà là này được giảm 2 đồng, còn 8 đồng 99. Tới ngày 10 hết hạn, 10 tháng 4. Dừa sống 18 ounce, 8 đồng 79. Cái này dừa làm gì ha, organic raw coconut đó các bạn, mà nó cứng nhắc à, không vậy ăn đâu có ngon hả, dừa mà cứng quá sao ăn. Đồng 49 cho 3 thao táo organic luôn các bạn, táo gala đó, rất là tốt cho mình snack nha. Táo này được giảm 2 đồng nè, còn 6 đồng 99 cho 4 thao luôn, hộp bự luôn. Không muốn mua mít ấy thì mua mít trái, 13 đồng 99 cho một cái.
Mít này của Mễ á các bạn. Trái cũng nhỏ nhỏ, không có lớn giống như mít ở chợ Việt Nam. Cái này các bạn phải nhanh tay mới được, ngày 3 tháng 4 là hết hạn, 3 đồng 80 chục sen, còn lại có 4 đồng 79 nè. Cho question nè. 40 rô ở trong đây luôn á. Quá chừng nhiều luôn. Cinnamon roll. Hiệu này không biết ngon không, nhưng mà thường thường mình ăn mình nướng lại cũng rất là thơm á các bạn. 10 đồng 49. Yogurt này vừa rồi mình có thử á các bạn, ăn cũng ngon lắm. 3 đồng 60 sen giảm còn có 8 đồng 39 sen. Loại này nha các bạn. Cereal này được giảm 2 đồng 10 sen nha các bạn. Còn 4 đồng 24 sen. Loại này dễ ăn lắm các bạn. Rất là dễ ăn luôn. Cái này là 14 đồng 99 cho 3 bịch là 9 pieces các bạn, chứ không phải là một bịch như vậy. 3 bịch như vậy. Cái. Cái này jalapeno and cheese nè, mình lấy một cái này. Jalapeno cheese. Okay, let's try cái này một cái. Jalapeno and cheese. Thơm, rất là thơm. Có cái cheese nó hơi mặn mặn nha các bạn. Nhưng mà cái bánh mì thì nó rất là dẻo. Ngon. Cái này ăn được á, để là ăn sáng được. Ok, mình lấy cái này với cái này. And one more different. Anh này anh nói mình để lên mình làm cho nóng, xong rồi mình trét dầu ô liu với tỏi lên cũng được, hoặc là mình để lên air fry á các bạn, 350 độ, xong rồi mình để 4 phút là lấy ra. Mà mi lem về nhà thì mi làm thì mi thấy mình để khoảng 5 phút thì nó hơi giòn giòn hơn, thì mình ăn nó ngon hơn. Mình cử dầu thì mình trét chút xíu thôi ha, với chút xíu tỏi nữa thì ăn rất là thơm luôn. Hoặc là mình để dầu hành lên ăn cũng thơm lắm các bạn. Okay, try this one. Yeah, that one's good. Yeah. It has a black and green olives and sun-dried tomatoes. Thank you. Thank you. And if you want to store them, 2 weeks in the fridge, 3 months in the freezer. Okay, good. Thank you. Thank you. How is it? You like olives? Muy rico. Cái hành này cũng thơm nhưng mà nó không có thơm nhiều, nhưng mà tiện cho các bạn, các cô chú nào mình muốn nấu ăn nhanh á, là 3 đồng 69. Người ta đã làm khô rồi cho nên mình để chút xíu dầu cho nó vàng lên rồi mình nấu ăn á, mình để vô liền. Nó tiện á. Cái này đang gần hết hàng. Còn 4 đồng 97. Đang giảm giá rồi đó các bạn. Không có gam đường nào hết á. 4 gam protein. Này là cũng là brownie. Mi chưa có thử cái này nhưng mà vừa rồi thử cái kia rất là ngon. Mà cái này đang giảm giá nè. Mình thấy brownie là mình sợ ngọt, nhưng mà cái này là không có ngọt. Mình ăn diet theo keto luôn. Loại này đang giảm 2 đồng còn 5 đồng 69 các bạn. Cho 2 cái luôn á. Bự quá chừng luôn. Cái loại dài này để mình làm garden nè các bạn. Ở ngoài nó bằng mũ, ở trong thì cũng im lắm. 16 đồng 99. Mà mình thích làm vườn mình mua cái loại cao á, làm nó không có bị ướt dớ của mình. Mà loại này á thì mình ngồi mình bend cái chân được, còn loại cao thì khi mình bend cái chân cái đụng cái chỗ này nè, nhiều khi nó bị đau. Loại này loại mới nè các bạn. Almond với tỏi với olive oil. 10 đồng 99.
5 đồng giảm các bạn ơi. Còn có 14.99 à, cho cái đồ của men. Vườn này nè các bạn. Còn bên này là áo 2 miếng mà 9 đồng 97, hai cái mà 9 đồng 97 các bạn, một cái quần với một cái áo. Cái này để mặc mùa xuân được nè, nó không có dày lắm, cho cái quần luôn nữa. Cái này đang gần hết hàng, các bạn nào cần thì nhanh nhanh ha. Còn áo này thì 12 đồng 99, đủ thứ màu hết trơn nè. Cái này mặc mùa hè được nè, hay mới thấy mát. Cái này mỗi cái Costco thấy khác nhau các bạn. Vừa rồi cái hiệu này nè, Costco này là đang không có sale, là 16 đồng 99. Còn cái Costco kia vừa rồi ở Grand Row là sale còn có 8 đồng. Và cái giải cũng giống nhau, nhưng mà cái kia thì mình cũng nói trước là còn size X large với large thôi. Còn cái này có size medium luôn, 4 cái 16 đồng 99, không có sale. 40 cái này ăn đã đời luôn nha, 6 đồng 99, khắp khách các bạn ơi. Nhìn thấy ngon quá ha. Wow, quần Puma đang giảm giá, còn giảm 5 đồng còn 14 đồng 99 các bạn. Lemon cello almond các bạn ơi, trong đây với white chocolate đang giảm 3 đồng còn có 6 đồng 59 à. Trong đây là 14 gram đường cho mình ăn 9 cục, nếu mà mình ăn được 9 cục là mình ăn 14 gram đường nha. Mình nhìn thấy đẹp quá ha, không biết ngon không, mình chưa có thử cái này. Mình xin dừng ở đây nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem video này. Hẹn các bạn ở nhiều video khác của My về trồng cây hay nấu những món chay đơn giản ha. Bạn thấy hay thì nhớ nhấn like giùm My nha, ủng hộ tinh thần My làm video, và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.